quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Việt Nam Net. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau: Tổng thống Biden tuyên bố sẵn sàng đối phó trực tiếp ông Putin và ông Tập cận bình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bảo vệ khả năng đàm phán tương lai của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình, đồng thời xem xét chi tiết một loạt vấn đề toàn cầu trong bối cảnh có câu hỏi về việc liệu ông có đủ năng lực đối mặt trực tiếp với những nhà lãnh đạo đó trong tương lai hay không. Tôi sẵn sàng giải quyết các vấn đề ngay bây giờ và trong 3 năm nữa, ông Biden phát biểu ngày 11 tháng 7. Như tôi đã nói, hiện tại tôi đang làm việc với ông Tập Cận Bình trong những cuộc liên lạc trực tiếp với ông ấy. Tôi không có lý do chính đáng để trao đổi với ông Putin lúc này. Ông ấy không sẵn sàng làm gì nhiều để điều chỉnh bất kỳ thay đổi nào về hành vi của mình, nhưng không có nhà lãnh đạo thế giới nào mà tôi không sẵn sàng đối phó. Ông nói thêm rằng không có khả năng Nga sẽ thay đổi về cơ bản trong thời gian tới. Nhưng ông cảnh báo rằng nếu Nga thành công ở Ukraine, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Tổng thống Biden cũng đề cập chi tiết đến mối quan hệ giữa các đối tác đang diễn ra giữa Nga và Trung Quốc giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine tiếp diễn. Vấn đề là ông Tập Cận Bình tin rằng Trung Quốc là một thị trường đủ lớn để họ có thể lôi kéo bất kỳ quốc gia nào, kể cả các nước châu Âu, đầu tư vào đó để đổi lấy các cam kết từ châu Âu làm hoặc không làm những việc nhất định. Chúng ta phải làm rõ rằng Trung Quốc cần hiểu rõ nếu họ cung cấp cho Nga thông tin hoặc năng lực cùng với việc hợp tác với Triều Tiên cũng như các quốc gia khác nhằm hỗ trợ Nga về vũ khí thì họ sẽ không được hưởng lợi về mặt kinh tế từ việc đó. Tổng thống Biden cũng chỉ ra các hành động và gợi ý rằng một số nước châu Âu có thể cắt giảm đầu tư vào Trung Quốc để phản ứng trước việc Bắc Kinh cởi mở giúp đỡ Nga. Mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi nhầm nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện của Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Biden nói khi giới thiệu Tổng thống Ukraine Zelensky lên bục phát biểu Và bây giờ tôi muốn trao thỏa thuận này cho Tổng thống Ukraine, người có lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm. Thưa quý vị, Tổng thống Putin. Ngay sau đó, ông biden đã đính chính và nói do mình quá tập trung vào việc đánh bại ông putin các nhà lãnh đạo nato có mặt tại sự kiện đã tỏ ra bối rối trước sự nhầm lẫn của ông biden do đó hầu hết họ không vỗ tay sau lời phát biểu của tổng thống mỹ một phóng viên báo chí nhà trắng có mặt trong phòng cho biết khán giả đã há hốc miệng trước sai lầm của tổng thống biden Vụ việc xảy ra giữa lúc ông Biden đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội trong chiến dịch tái tranh cử liên quan tới những lo ngại về sức khỏe và khả năng phục vụ thêm 4 năm nữa tại Nhà Trắng. Ông Biden hiện 81 tuổi và là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu tái đắc cử, ông sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Sau cuộc tranh luận với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 6 mà ông Biden thừa nhận là đêm tồi tệ càng nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống. Theo Guardian, trong ngày 11 tháng 7, phát ngôn viên phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu EU đã lên tiếng chỉ trích dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Phía Trung Quốc cho rằng những đoạn đề cập đến vai trò của Bắc Kinh trong cuộc xung đột Ukraine là khiêu khích và không đúng sự thực. Cụ thể, phát ngôn viên phái bộ trung quốc nói mọi người đều biết trung quốc không phải là bên gây ra tình trạng khủng hoảng ở ukraine tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nato tại washington mang đầy tư tưởng chiến tranh lạnh với giọng điệu gây hấn những nội dung liên quan đến trung quốc đều không chính xác và mang tính kích động phái bộ trung quốc khẳng định rằng quan điểm của bắc kinh về vấn đề ukraine vẫn luôn là thúc đẩy đàm phán hòa bình chúng tôi không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào Chúng tôi muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và tìm kiếm giải pháp chính trị. Phía Trung Quốc cho biết, trước đó, bản dự thảo tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh NATO đã bày tỏ sự quan ngại về mối quan hệ không giới hạn giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh trở thành bên hỗ trợ mang tính quyết định đối với Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Bên cạnh đó, tuyên bố chung của NATO cũng cho rằng Trung Quốc đang tạo ra những thách thức mang tính hệ thống đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương Đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng. Thưa quý vị, liên quan đến những thông tin cập nhật mới về tình hình bầu cử Mỹ, nhiều nguồn tin tiết lộ, các nhà tài trợ cho Đảng Dân chủ Mỹ hiện rất lo ngại về khả năng thắng cử năm nay của tổng thống Joe Biden và đang ngừng đóng góp các khoản lớn cho đảng này. Một chiến lược gia của Đảng Dân chủ chia sẻ về hãng thông tấn CNN rằng, mọi thứ đều bị đóng băng vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra mọi người đều ở chế độ chờ xem. Người này lưu ý, các nhà tài trợ hiện rất tập trung vào những gì Tổng thống Biden đang làm, bao gồm các cuộc phỏng vấn và cuộc họp báo. Các nhà tài trợ thường hoạt động sau hậu trường và theo các nguồn thạo tin, họ ngày càng quan ngại về khả năng thắng cử của ông Biden sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình lết vế của ông trước cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 6. Hôm 10 tháng 7, George Clooney, một trong những người ủng hộ và tài trợ lớn nhất cho ông Biden ở Hollywood, đã gây chú ý khi có bài xã luận công khai kêu gọi Tổng thống sắp mãn nhiệm rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Chiến lược gia giấu tên của Đảng Dân Chủ nhận định, bài xã luận của ông Clooney sẽ gây nhức nhối. Bình luận của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trên kênh tin tức MSNBC sáng ngày 10 tháng 7 cũng làm dấy lên những nghi ngại mới trong các nhà tài trợ bà pelosi phát biểu trên chương trình morning joe của msnbc tổng thống có quyền quyết định xem ông ấy có tiếp tục tranh cử hay không tất cả chúng tôi đều khuyến khích ông đưa ra quyết định đó vì thời gian không còn nhiều nữa một nhà gây quỹ của đảng dân chủ thừa nhận các khoản quyên góp lớn cho đảng đã chậm lại đáng kể sau cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trước tổng tuyển cử giữa ông biden và ông trump người này nói thêm các khoản quyên góp nhỏ đang đến với tốc độ nhanh nhưng chiến dịch tái tranh cử của ông biden quá lớn và không thể trông chờ vào những khoản tài trợ thấp như vậy đầu tuần này lãnh đạo nhà trắng đã cố gắng chấn an các nhà tài trợ khẳng định ông vẫn tham gia cuộc đua và tin bản thân vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để đánh bại ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa tuy nhiên điều đó không đủ làm dịu đi sự lo lắng lượng tiền đến đang cạn kiệt một nguồn tin thân cận với nỗ lực gây quỹ của đảng dân chủ tiết lộ đồng thời mô tả các nhà tài trợ vô cùng thất vọng và lo lắng Điều đó thể hiện rất rõ trong các buổi gây quỹ được tổ chức sau cuộc tranh luận Biden-Trump cuối tháng trước. Cụ thể, một buổi gây quỹ diễn ra tại tư dinh của thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy, sau cuộc so tài hùng biện đã thu về 3,7 triệu USD, chưa bằng một nửa số tiền quyên góp được trong buổi gây quỹ tại nhà của cựu thống đốc bang Virginia, Terry McAuliffe, một tuần trước sự kiện. Những người chủ trì cũng quyết định hủy kế hoạch tổ chức một bữa tiệc trưa gây quỹ cho ông Biden ở Chicago. Illinois dịp diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ vào giữa tháng 8 vì có sự bất đồng về cách thức tiến hành trong bối cảnh sụt giảm ủng hộ đối với nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống. Tuy nhiên, phát ngôn viên cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden quả quyết sự kiện nói trên không liên quan đến lịch trình gây quỹ chính thức của họ.